Rồi, mến chào anh em, hôm nay ngày 2 tháng 3 anh em tiếp tục giao bộ máy xới sinh bìa C80 GT.40 anh em ơi, về Hậu Giang nha anh em. Đừng dục bậy bạ để ra nói. Bánh xe này vừa vỏ và vừa anh dục. Bánh xe vừa vừa nè, đừng có bơm bển mà nó bể đó. Trời ơi, cứng là nó bể, thấy cái máy lên. Trời ơi. Nó vừa thôi chứ. Hạ tay xuống dục. Đó, thấy cái bánh nó mềm đó, nó vừa đó, vì chưa cứng. Rồi một bộ C80 xin bìa anh em, với GT 155 anh em. Bỏ đợi đó luôn đó, chẳng lưu chút. Anh phải đó đợi anh muốn đi. Lấy mấy mốt đọc rồi không mày làm thầy. Rồi cũng mất cãi rồi bà, hẹp kìa. Rồi, hết chưa luôn. Lấy dây đi bà. Vô lấy cho cái bu ly. Tôi lấy dành chỗ. Gắm bụng lại. À, nghe. À, cái máy mới có cái bu ly nha. Ừ. Cái vàng hả? Vàng chứ. Để nó tưng. Cái nhớ nào hết.